Chỗ của tao. Biến. Được dịch và lồng cuốn tại Phim TV. Qua đây. Đó, coi chừng. Hay lắm. Trời ơi, đá đầu dư vậy thằng này. Đá ba chuyện lắm mà. Vậy vậy. Hả? Chuyện lớn. Bên này nè. Bên này là 6 chuyện. Quảng qua đây. Dạ, đây. Chuyện đâu vậy? Chuyện đây, chuyện lên. Qua đây. Rồi, coi kìa. Ê, đem nó qua đây. Đi. Dạ. Bộ mày điếc hay sao vậy? Muốn lấy từ qua lấy. Mày chờ tới tối đi con. Trắng trẻo như mày, tao mê lắm. Để tao kiếm dầu ăn. Chơi tiếp tụi mày, chơi. Ê. Một chọi một không? Nếu như mày thắng tao, tao sẽ hiến thân cho từng đứa tụi mày. Nếu mày đã nói như vậy thì chơi mày. Trên này. Đóng cửa lại. Thank you.
Uống nước đi anh. Ừ, hôm bữa chỉ hiểu lầm thôi à. Em xin lỗi nha. Đừng vậy nữa là được. Em biết rồi. Đứng yên đó. Đại ca, nghe nói thằng này cũng dữ lắm á. Có chuyện gì đây? Tôi muốn gia nhập nhóm của anh. Đủ lông đủ cánh như mày, đâu cần người như tao làm người bảo kê nữa. Dù có tài giỏi cỡ nào cũng không thể so được với quyền lực của anh Sửa đây. Mày biết tao là ai luôn sao? Anh Sửa, con trai của chú Côn Băng Quả Diệm. Làm gì có ai mà không biết danh tiếng của anh. Sau này tâm sự đều nhờ anh. Ăn. Nhanh đi, nhiều nhanh vô đi, nhanh đi. Cho gì ít xịt vậy mày? Để chó ăn hay gì? Tới tôi. Nè, nhanh ra, nhanh ra. Giờ mở anh Sửa, giờ mở anh Sửa. Nè. Dạ anh Sửa. Biến đi. Đi thôi, đi, đi, đi. Đi, nhanh đi tụi bay. Em trai ngồi lộn chỗ rồi hả? Cái chỗ này có chủ rồi thằng nhóc à. Nhưng đây là đất nhà nước, nhà tù cũng là đất của nhà nước. Ai muốn ngồi chỗ nào cũng được mà. Nói chuyện pháp luật ở đây hả? Nè, mày không muốn giữ cái đầu này lại nữa hả? Mày ngon hả? Theo tao. Làm gì đó? Đâu có làm gì đâu. Không có gì hết. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đi ngủ đi. Ơ
Làm gì vậy? Không đáng đâu. Nghe tao đi. Tao nhịn hết nổi rồi. Tụi nó lấy quyền gì đánh hội đồng tao chứ? Mày biết chúng là ai không? Nó là anh Sữa, con chú côn của băng quả diệm, mày có biết hay không? Con ai kỳ tí nữa chứ? Tao không quan tâm. Tao hạ quyết tâm rồi. Tao xuống sát nó luôn á. Nè, biến hết đi, anh Sửa chuẩn bị tắm. Biến nhanh. Tụi bay nhanh chân lên. Bị điên rồi hả? Dừng tay! Bỏ dao xuống! Bỏ xuống! Ta đã bỏ xuống! Bỏ xuống đi! Ông kịp! Giết mày! Nè, thằng kia, này, đánh nhau hả? Bỏ dao xuống! Mày nghe không? Bỏ dao xuống! Mày sao rồi? Xém chút nữa là tiêu đời rồi. Nhưng mà còn mày, còn sống. Sao mày lại chạy tới giúp cho tao vậy? Tôi không nghĩ là sẽ giúp anh đâu. Tôi xui nên ăn dao thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày. Chuyện nhỏ thôi anh Sửa. Tôi còn nhờ vả anh nhiều lắm. Tao rất thích tính trượng nghĩa của mày.
Tao với mày kết làm anh em đi. Hay là mày chê tao? Chê. Phải gọi là hãnh diện mới đúng, được làm anh em với anh. Nếu vậy từ bây giờ mày và tao sẽ trở thành anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. À, tao vẫn còn chưa biết tên của mày nữa. Sunan. Tốt, cái tên rất mạnh mẽ. Từ bây giờ nếu mày có chuyện gì, cứ nói thẳng tên tao ra. Dù không có người sợ, thì cũng có người kiêng nể. Ngoài cái thằng điên mắc cận kia ra. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi nghe. Tới nhận hàng đi. Tôi biết rồi. Trời ơi, bye 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 luôn. Ui, hay thế. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người chú ý tên đàn ông đội nón màu đỏ. Đã thấy người đàn ông đội nón đỏ. Sao lại là anh ta chứ? Bám theo người đàn ông đội nón màu đỏ. Còn bên đây thì sao? Để tôi tự xử lý. Dạ đội trưởng. Dạ. Sao rồi? Đã sẵn sàng. Anh ấy cùng một băng với bọn quả diệm sao?
cảnh bọn chúng vừa giao hàng thì ra tay liền. Mày chạy đâu cho thoát, mau khoanh tay chịu trói đi. Gì đây, thái độ thách thức công lý hả? Ủa, đối tượng đâu rồi? Hả? Trời, sao bỏ mặt đồng nghiệp luôn rồi? Đứng lại. Chạy bán mạng vậy? Đúng người ta kìa. Xin lỗi nữa. Tránh ra đi. Cướp gì vậy? Đứng lại. Chạy gì kia vậy? Cướp đó. Bảo bảo vệ đi. Rồi. Tức thiệt cơ. Đã xong hết chưa? Cảnh sát tới, trốn đi. Cảnh sát tới hả? Bây giờ làm sao đây? Rút lui trước đã. Đứng yên đó, không được nhúc nhích, khoanh tay chịu trói đi. Đứng yên rồi nè, xuống đây bắt đi. Đừng ở đó thách thức tôi, bắt liền đi. Giơ tay lên. Tôi kêu anh giơ tay lên. Giơ tay lên. Tôi biết hết tẩy của cô rồi. Cô thua rồi nha. Tôi thật không thể ngờ được. Thì ra anh chính là tay chân của bọn xấu xa. Muốn kết tội tôi thì đưa bằng chứng ra đã chứ. Không thì để cho tôi đi. Anh phải bị bắt. Tôi không để cho đội xấu xa như anh tự do đâu. Cô định bắt tôi kiểu gì đây? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô dám chơi lớn vậy hả? Trời ơi, trời trời, cô khiến tôi ngưỡng mộ thiệt nha. Cô hy sinh thân mình bắt cướp luôn.
Thưa sếp, tôi bắt được đối tượng rồi đây. Anh thấy chưa? Tôi đâu phải tới đây để chơi đâu. Tôi tới để làm việc đó. Tôi tin tưởng cô mà. Tôi nghĩ cô làm được. Kế hoạch gửi hàng mẫu của bác Sổn coi như thất bại rồi. Cứ theo kế hoạch, khi Sunan về tới, kêu hắn tới đây gặp tôi. Tôi có phần thưởng cho hắn. Trong kế hoạch có bao gồm cả việc bị cảnh sát bắt không? Nghĩa là gì? Sunan bị thằng Sơm Chai bắt đi rồi. Đây là cái gì? Giấy nháp để tính tiền. Chứ cô tưởng là gì? Tiền hả? Hay là ma túy? Nè, nhìn cái mặt anh ngây thơ như vậy, không ngờ lại làm ra những chuyện ngoài vòng pháp luật. Uổng công tôi cứ tin tưởng anh là người tốt chứ. Cô đang vừa đấm vừa xoa hả? Nói tới như vậy mà anh còn chưa hiểu nữa hả? Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt hết. Tại cô tự nghĩ vậy thôi. Bớt lẻo mép giùm đi. Khôn hồn thì thành thật với tôi. Anh có dính dáng gì tới vụ này? Tôi không biết cô đang nói về vụ gì. Nhưng cô mà cúi xuống một chút nữa thì sẽ rất hấp dẫn đó. Đồ háo sắc. Cô tự cúi xuống mà. Biết sao được. Mở trêu trước miệng thì mèo nào mà chê. Cũng hot lắm mà nha. Cô ra ngoài đi. Để tôi thẩm vấn. Dạ. Còn chờ cái gì nữa? Vậy đâu có chờ gì. Vậy thì ra ngoài đi. Đội trưởng muốn tôi ra ngoài chờ hả? Đương nhiên rồi, là luật mà. Ra ngoài đi. Dạ. Hồi nãy tôi có gọi ly cà phê đó. Cái này gọi là lấy đá đập vào chân của mình. Kế hoạch lần này coi như là xong. Tôi không ngờ chuyện lại ra như vậy. Tôi đã cố tình chọn một cảnh sát tay mơ như vậy mà lại bắt được cậu. Cậu làm cái gì vậy? Sao lại dễ bị bắt dễ dàng như vậy chứ? Ai mà ngờ bà cô đó xuất hiện đột ngột đâu. Mà quan trọng là tôi quen biết bà cô đó từ trước. Về với chị nha mấy cưng. Ôi! Đứng lại đó. Đứng lại. Đã kêu đứng lại rồi mà. Ê, gì vậy? Đứng lại đó. Đứng lại đó cho tôi. Đứng lại. Xin lỗi. Bỏ qua cho tôi nha. Đứng lại đó cho tôi. Đừng chạy nữa. Nè, trả đồ đi. Nè, dám bằng cấp độ của cảnh sát nữa hả? Cô là cảnh sát hả? Không liên quan tới tôi, là cái tên lúc nè, nãy. Còn dám ngụy biện nữa hả? Bắt tại trận rõ ràng rồi nha. Mau ngoan ngoãn hợp tác đi, đừng nghe đó. Có gì từ từ nói mà. Từ từ nói. Quên, bỏ ra chưa? Sao cô chơi ác vậy?
Lỡ tôi bị vô sinh thì sao đây? Vậy thì càng tốt rồi nha. Để giọt máu xấu xa nhanh, khởi truyền cho đời sau luôn. Trời ơi, mặt mũi cũng không có tệ, nhưng mà làm ăn không đàng hoàng à. Đi ăn cướp vậy mà có được hả? Của cô hả? Còn dám mở miệng ra hỏi nữa. Anh vừa mới giật đồ của tôi đó. Ngoan ngoãn theo tôi về đồ. Đưa tới đây. Bình tĩnh nghe tôi nói đã. Nè, anh làm cái gì vậy hả? Sao không chịu nghe tôi nói gì hết vậy? Bỏ được coi. Hả? Còn dám giở trò với tôi nữa. Qua đây. Anh làm cái gì vậy? Ở yên nói đi. Tuôn tôi ra coi. Hả? Anh bị điên rồi hả? Hả? Cô bị điên thì có. Đau thiệt đó. Hả? Thả tôi ra chứ. Nè cô ơi, cô nghe tôi nói nè. Tôi không giật đồ của cô. Cái này của cô đúng không? Có người chạy đụng vào tôi rồi làm rớt nó, tôi mới cầm lên giúp. Của cô đúng không? Phải không? Ừ. Cầm lấy đi. Phiền phức thiệt. Nè,